Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Nhất Nam Dương. Quý vị và các bạn thân mến, cơ thể người phụ nữ trải qua nhiều thay đổi trong quá trình mang thai và sinh con. Một trong những vấn đề mà nhiều phụ nữ gặp phải là tình trạng khô hạn sau khi sinh, ảnh hưởng lớn đến đời sống vợ chồng và tâm lý của chị em. Hãy theo dõi video sau để hiểu rõ hơn về vấn đề này. Đầu tiên chính là nguyên nhân phụ nữ bị khô hạn sau sinh. Estrogen là một trong những nội tiết tố quan trọng nhất giúp duy trì sức khỏe, sắc đẹp và sinh lý của người phụ nữ, giúp các tế bào tuyến ở cổ tử cung tiết chất bôi trơn tự nhiên cho âm đạo. Suy giảm estrogen là nguyên nhân gây khô hạn sau sinh. Nồng độ estrogen tăng mạnh trong quá trình mang thai để giúp cho sự phát triển và nuôi dưỡng thai nhi khỏe mạnh. Trong thời kỳ nuôi con cho con bú, mức prolactin trong cơ thể người mẹ tăng cao để kích thích cơ thể sản xuất sữa và tăng lượng sữa. Điều này ngược lại gây ức chế việc sản xuất hormone estrogen. Hơn nữa, việc chăm sóc con nhỏ khiến người phụ nữ thường xuyên bị căng thẳng, thiếu ngủ. Khi tình trạng này kéo dài sẽ gây ức chế sản xuất estrogen. Sự sụt giảm nồng độ hormone này là nguyên nhân chính gây khô hạn sau sinh. Tiếp theo chính là các giải pháp cải thiện khô hạn sau sinh. Đầu tiên chính là chia sẻ với người bạn đời. Việc trò chuyện, trao đổi thẳng thắn, cởi mở với chồng cũng là giải pháp rất hữu ích để cải thiện khô hạn sau sinh. Chị em nên chia sẻ với chồng việc chăm con, việc nhà cũng như cảm giác khi quan hệ để người chồng hiểu và thông cảm hơn. Hai vợ chồng sẽ san sẻ với nhau các nhiệm vụ trong cuộc sống cũng như sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong mỗi lần quan hệ có thể giúp người phụ nữ giảm bớt những căng thẳng, lo âu, từ đó cải thiện khô hạn sau sinh vì chính sự căng thẳng có thể làm ảnh hưởng đến sự điều tiết hormone. Thứ hai chính là tập thể dục. Sau sinh, cơ thể người phụ nữ còn yếu ớt, cần thời gian để phục hồi. Hãy lắng nghe cơ thể mình, không nên tập quá sức mà có thể thử một số hoạt động nhẹ nhàng như đi bộ kết hợp với điều hòa hơi thở giúp cho khí huyết được lưu thông. Việc tập thể dục không những khiến bạn khỏe hơn mà còn giải tỏa được căng thẳng, thư giãn đầu óc. Điều này có thể giúp ích nhiều trong quan hệ vợ chồng. Vậy tập thể dục nhẹ nhàng sau sinh sẽ giúp giải tỏa được căng thẳng và cải thiện sinh lý. Thứ ba chính là sử dụng chất bôi trơn khi quan hệ. Nếu bị khô hạn gây cảm giác đau rát khi quan hệ, chị em phụ nữ có thể cân nhắc sử dụng thuốc bôi trơn. Thuốc bôi trơn này giúp làm ướt âm đạo trong nhiều giờ. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời, không giải quyết được tận gốc của vấn đề. Thứ tư chính là chế độ ăn uống hợp lý. Chế độ ăn uống hợp lý đảm bảo chất dinh dưỡng không những cải thiện sức khỏe, chất lượng sữa mà còn làm tăng chất bôi trơn tự nhiên và giảm tình trạng khô hạn. Dưới đây là một số thực phẩm chị em sau sinh nên sử dụng. Đầu tiên chính là thực phẩm giàu vitamin A. Vitamin A là chất cần thiết cho hoạt động của biểu mô, làm bài tiết chất nhầy, nuôi dưỡng và cung cấp độ ẩm cho vùng kín, ức chế sự sừng hóa. Những thực phẩm giàu vitamin A mà chị em khô hạn sau sinh có thể bổ sung thường xuyên là gan động vật, sữa, trứng, các loại cá, cà rốt, bí ngô, khoai lang, cà chua, ớt chuông đỏ, cần tây và các loại rau lá xanh. Thứ hai chính là thực phẩm giàu vitamin B. Các thực phẩm như là súp lơ, nấm, thịt, hạt hướng dương, này, sữa, ngũ cốc, hoa quả và rau xanh sẽ cung cấp nhiều vitamin B5 và B6 dồi dào cho cơ thể, giúp giảm stress. Ở phụ nữ khi thiếu vitamin nhóm B2 cũng làm ảnh hưởng đến khả năng tiết chất nhờn ở âm đạo gây ra khô rát, xuất huyết, viêm nhiễm vùng kín. Hãy bổ sung thực phẩm giàu vitamin B2 như hạt bắp, đậu nành, hạt lanh, vỏ trái cây, khoai lang, nấm và các loại hạt điều, quả bộ óc chó vào chế độ ăn hàng ngày để cải thiện khô hạn sau sinh. Thứ ba chính là thực phẩm giàu axit béo omega 3. Axit béo omega 3 có tác dụng với dịch tiết âm đạo, kích thích vùng âm đạo sản xuất chất bôi trơn tự nhiên, tránh tình trạng khô hạn. Đây được xem là thành phần giúp lưu thông máu tới vùng kín, từ đó làm giảm tổn thương tới các gốc tự do, ngăn nguy cơ lão hóa. Chị em sau sinh nên bổ sung omega 3 từ cá, đặc biệt là các loại cá biển như là cá thu, cá ngừ, cá hồi, cá mòi và các loại thực vật như là ô liu, hạt vừng, hạt hồng dương và bí ngô. Tiếp theo chính là các thực phẩm từ đậu nành giúp tăng cường estrogen một cách tự nhiên. Suy giảm nồng độ estrogen là nguyên nhân gây ra tình trạng khô hạn sau sinh. Chị em có thể làm tăng cường estrogen một cách tự nhiên bằng cách bổ sung thực phẩm có hàm lượng cao isoflavone, một loại flavonoid có cấu trúc, cơ chế hoạt động và chức năng gần giống với estrogen được cơ thể sản xuất ra. Bổ sung isoflavone giúp chị em cải thiện được những triệu chứng do suy giảm estrogen như khô âm đạo, bốc hỏa, đau đầu, mất ngủ hay cáu gắt. Một số thực phẩm có hàm lượng isoflavone cao như là anh đào, đậu nành, cần tây và các loại hạt và thực vật họ đậu. Tuy nhiên, cách này có nhược điểm là dễ gây phụ thuộc. Nếu không bổ sung thì tình trạng estrogen suy giảm lại tiếp diễn.
Quý vị và các bạn thân mến, ngoài các giải pháp cải thiện khô hạn sau sinh chị em cần phải biết trên, thì hôm nay Thu Duyên chia sẻ thêm về những sản phẩm an toàn như Nhất Nam Dương với 100% thảo dược thiên nhiên cùng những công dụng tuyệt vời. Nhất Nam Dương được xem là khắc tinh của sinh lý yếu và xuất tinh sớm. Sản phẩm được bán với giá dao động khoảng 750.000 đồng trên một hộp gồm 50 viên. Nhất Nam Dương là sản phẩm bình chọn nằm trong top các loại thuốc kéo dài thời gian quan hệ tốt nhất hiện nay do người tiêu dùng bình chọn. Sản phẩm được nghiên cứu phát triển dựa trên tiêu chuẩn nguồn gốc dược liệu thiên nhiên để mang đến sự an toàn lành tính cho người dùng. Với sự kết hợp hoàn hảo giữa các thảo dược dâm dương hoắc, bạch tật lê, lộc nhung, ngài tằm đực, nhục thung dung, sản phẩm chỉ hỗ trợ tốt cho sức khỏe sinh lý, tăng cường sinh lý phái mạnh mà còn đảm bảo nguồn gốc 100% tự nhiên để ngăn ngừa các biến chứng và tác dụng phụ. Theo hướng dẫn ghi trên bao bì thì mỗi ngày bạn cần uống 2 lần, mỗi lần 1 viên vào buổi trưa và buổi tối sau khi ăn xong khoảng 30 phút để đạt được hiệu quả tốt nhất. Các bạn có thể mua sản phẩm Nhất Nam Dương qua hotline hoặc Zalo số 0344045117 để tư vấn kỹ hơn về sản phẩm cũng như tình trạng bệnh lý của từng người. Cảm ơn tất cả các bạn theo dõi video ngày hôm nay của chúng tôi và các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh Nhất Nam Dương và chuông thông báo ở phía bên phải màn hình để có thể theo dõi được các video mới nhất. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.